tất cả các con, hôm nay cô Dung tiếp tục hướng dẫn chúng ta để hướng dẫn chúng ta ôn tập những cái kiến thức tiếp theo trong Unit 4. Are you ready? Okay. Unit 4. How old are you? Ở trong unit này chúng ta sẽ cần có phải có những cấu trúc cần phải lưu ý như sau. Đầu tiên đó là cách hỏi tên một người nào đó thì chúng ta sẽ sử dụng cấu trúc như sau. Who is cộng với it hoặc là that. Nếu như chúng ta muốn hỏi tên người nào đó đang ở gần thì chúng ta sẽ hỏi we this, ai đây, we that, ai kia, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có câu trả lời là it is cộng với name, cộng với tên, được chưa nào? Các bạn nhìn vào ví dụ của cô này. Who is this, đây là ai? It is my, đây là my. Và tiếp tục, who is that, đó là ai hoặc là kia là ai, thì chúng ta sẽ có là it is mình, đó là mình, được chưa nào? Tiếp tục, cấu trúc thứ hai chúng ta cần phải lưu ý đó là cấu trúc hỏi tuổi của bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ hỏi tuổi bằng cấu trúc nào nhỉ? How old are you? How old are you? How old are you? Được chưa nào? Hoặc là các bạn có thể đọc nối âm how old are you, how old are you, thì chúng ta sẽ có câu trả lời là I am cộng với tuổi và cộng với years old, được chưa nào? Rồi các bạn sẽ nhìn vào ví dụ của cô. How old are you, bạn bao nhiêu tuổi? I'm 7 years old, I'm 7 years old, mình 7 tuổi. How old are you, bạn bao nhiêu tuổi? I'm 10 years old, mình 10 tuổi rồi, ok. Và phần thứ ba chúng ta phải lưu ý ở đây đó là có hỏi tuổi của một ai đó. Chúng ta có thể hỏi tuổi của một bạn nam này, một bạn nữ này, hoặc là hỏi tuổi của một bác, một ông, một bà nào đó, được chưa nào? Chúng ta sẽ quy về các chủ ngữ là he và she, được chưa nào? Chủ ngữ he thì chúng ta sẽ dùng chủ phái nam và she thì chúng ta dùng chủ phái nữ. Rồi chúng ta sẽ có cấu trúc là how old is he or hoặc là how old is she, được chưa nào? Thì chúng ta sẽ có cách trả lời là he hoặc là she is cộng với tuổi cộng với years old. Rồi mời các bạn quan sát ví dụ của cô nào. How old is she? Cô ấy bao nhiêu tuổi? She is 8 years old. Cô ấy 8 tuổi rồi. How old is he? Cậu ấy bao nhiêu tuổi? He is 9 years old. Cậu ấy 8 tuổi. Vậy thế nào? Vậy thì ở trong unit 4, how old are you? Thì chúng ta cần phải lưu ý cho cô 3 cấu trúc chính. Đó là chúng ta hỏi tên một người nào đó. Thứ hai là chúng ta sử dụng cấu trúc hỏi tuổi để hỏi tuổi với bạn, hỏi về tuổi của bạn mình. Và thứ ba là chúng ta sử dụng cấu trúc hỏi tuổi để hỏi tuổi một ai đó. Được chưa nào? Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau ôn lại bài kỹ để chuẩn bị thật tốt cho kỳ kiểm tra tới nhé. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo. Goodbye!